Khi mà mình sử dụng các loại chống nắng mà thông thường ấy, thì chống nắng thường sẽ chia làm hai loại: chống nắng vật lý hoặc là chống nắng hóa học. Mà khi mình sử dụng chống nắng vật lý, tức là nó sẽ tạo thành một cái lớp màng kem, nó sẽ có một lớp chống nắng rất rất là dày, nó phủ trên bề mặt da của mình. Và nó có công dụng là khi mà ánh nắng mặt trời UVA, UVB hoặc những cái tia tử ngoại mà nó chạm vào trong da mình, thì nó sẽ có hình thành một cái phản xạ, nó bá, nó dội, nó phản chiếu lại cái những cái tia độc hại đó đi ra bên ngoài, tức là nó ngăn không cho tia đó hấp thụ và chạm vào trong những tế bào bên trong da của mình. Đó là chống nắng vật lý, cơ chế nó thường sẽ là như vậy. Và có một loại thứ hai là chống nắng hóa học. Chống nắng hóa học là nó sẽ cái độ dày của nó sẽ mỏng, dễ thấm, dễ bám hơn so với lại chống nắng vật lý. Tuy nhiên nó rất là dễ gây nên dị ứng, tại vì nó sẽ kết cấu từ những thành phần hóa học. Và cái cơ chế của nó là khi mà ánh nắng này, UVA này, UVB này, những tia tử ngoại này nó xâm nhập vào trong da thì nó sẽ hấp thụ nha chị em mình, hấp thụ những cái tia đó vào trong da mình, sau đó là nó chuyển hóa để cho ngăn ngừa những cái tác hại của cái tia này vào trong cơ thể của mình. Tức là nó hấp thụ vào, thì khi đó mình thoa cái chống nắng hóa học mình sẽ cảm giác rất là nóng trên da, tại vì nó hấp thụ nhiệt mà cái da mình nó sẽ nóng, nó sẽ bừng bừng luôn đó. Nó có công dụng nó bảo vệ da của mình, tuy nhiên nó làm cho mình cảm giác rất là nóng bức. Tuy nhiên DD Cream này nó nằm ở giữa của cái chống nắng vật lý và chống nắng hóa học, thì nó là công thức của nó là chống nắng từ sinh học. Chống nắng sinh học thì nó sẽ tạo một cái lớp màng rất là dễ thấm vào trong da của mình, nó thẩm thấu vào da của mình, nhưng nó lại có công dụng là phản xạ ánh sáng, phản xạ UVA, phản xạ UVB và phản chiếu những cái tia tử ngoại chống xâm phạm vào trong da của mình bằng lớp màng nước như các chị em mình. Nó không phải là từ kem, nó không phải là từ những cái hạt makeup mà để ngăn ngừa những cái tia tác động vào da của mình, mà nó từ lớp màng nước. Cho nên khi mà mình sử dụng lên như vậy nè, mình thoa một lớp BB cream lên trên da của mình như thế này nè, mình đi ra ngoài nắng, mình ngồi ở chỗ hanh nắng, và khi có tia tử ngoại, tia UVA, tia UVB, những cái tác hại chạm vào da của mình đi ra ngoài như vậy, cảm giác da mình rất 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 là mát luôn. Nó mát cực kỳ luôn, chứ nó không hề có cảm giác mà thoa lên mà nóng như các loại chống nắng thông thường. Đó là một cái điểm khác biệt mà chị em mình có thể kiểm chứng khi thoa BB cream. Công dụng thứ nhất, tạo lên một lớp màng nước trên da giúp da mình căng bóng mịn. Thứ hai, làm cho mình có một lớp makeup rất là nhẹ nhàng, tự nhiên như là da mọc luôn, không hề dày và bí da. Và cái thứ ba là chống nắng, nhưng nó thông qua công nghệ là lớp màng nước, nên nó làm da mình rất là mát, rất là mịn, rất là dễ chịu khi mà sử dụng. Đó là ba điểm nổi trội mà các chị em mình ai sử dụng DD cream cũng sẽ tự mình kiểm chứng được cái hiệu quả tuyệt vời do cái DD cream mang lại cho chúng ta, các chị em mình ơi. 450.000, 450.000 một thanh nha, xài được 5-6 tháng luôn, rất là tiện lợi, rất là nhỏ gọn, gọn luôn, rất là nhỏ gọn, đi đâu cứ để trong túi xách, và cần thì cứ lấy ra mà đánh mà pha như thế này, rất là tiện luôn nha chị em mình nha. 450.000 thôi nha.